duy tân quay dám trả lời. Nam nhi Văn Lan con cháu của vua Hùng mà cớ phải chịu cái đớn hèn cả đời. Vua Minh Mạng từ lâu đã khẳng định Hoàng Sa Trường Sa máu thịt không tách rời. Nam quốc Sơn Hà mới đi từng chút một, trách chúng ta hay vẫn còn trách trời. Ở Yên Kinh linh hồn Lê Chiêu Thống có siêu toát khi miệng muôn đời coi khinh. Tuyệt nhiên lịch sử sẽ vô cùng tàn nhẫn với những kẻ chịu nhục bắn nước mà cầu vinh. Định nghĩa ái quốc được ông cha ta viết khi ách tôn trị bị lật đổ. Phần nữ nhi và Trưng và bà Triệu còn dám đứng lên về quê cha đất tổ. Tại Gò Công Trần Định rút gươm tổng tiết, Gương Trung Kiên còn lưu tới ngàn đời. Sách sử vẫn ghi đại tướng Trần Bình Trọng chờ làm quỷ nước Nam cho tới lúc tàn hơi. Trời và đất một lần đã chứng kiến và khóc than cho biết bao thời đã mất Đinh Lý Trần Lê Tây Sơn và Triều Nguyễn. Bao nhiêu trang sử dân tộc ta đã lật, dù thời nay hay thời người Việt cổ. Lịch sử nước Việt phải do người Việt viết vô. Mẹ Âu Cơ sinh ra người Việt.